Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Bạn nam. Em tên là Trần Minh Hải, năm nay 31 tuổi, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty Vidan. Bạn nữ. Em tên là Lê Thị Hoàng Anh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang học văn bằng 2 sư phạm toán của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà thì em cũng có mở thêm lớp dạy kèm tại nhà. Dạy kèm lớp mấy? Hiện giờ chủ yếu là các bạn cấp 3. Toán hả? Dạ, toán lý ạ. Mình dạy toán mình có khô khan lắm không? Em thì chắc là cũng khô khan nhưng mà cũng rất là vui vẻ ạ. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu nào giới thiệu cho mọi người? Em thì hậu đậu trong việc bếm nút. Dạ. Thứ hai nữa là thường xuyên là lười, lâu lâu mới là xuyên đột xuất và tính là hay quên. Mình lười là mình lười cái gì? Lười trong cái việc gì? Hay tất cả mọi thứ đều lười? Dạ, ví dụ như là dọn dẹp á, mẹ kêu là dọn thì em nói là thôi để lát nữa con làm chứ không có chịu làm liền. Nhưng mà lâu lâu thì xuyên đột xuất lên thì lo hết tất cả ra, dọn hết tất cả nguyên nhà. Rồi. Điểm mạnh của em thì em biết hay học hỏi, biết lắng nghe. Ngoài giờ học rồi dạy nữa thì có thời gian để hẹn hò không? Em hay nói đùa là vì không có gấu nên là sếp định dạy kín mít. Mà vì sếp định dạy kín mít cho nên không có gấu. Hai mươi mấy năm chưa một mối tình nào hết, từ thời đi học tới giờ luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy? Ngày xưa đi học á, thì gia đình ngăn cấm chuyện yêu sớm. Sau này thì khi mà gia đình ủng hộ rồi á, muốn em có bạn trai thì xung quanh em cái môi trường lại không có được đối tượng phù hợp. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn người bạn trai của mình muốn tìm là người như thế nào? Em muốn bạn nam của mình là cao khoảng 1m7, là một người không có tính gia trưởng, vui vẻ, cởi mở, hòa đồng. Giống như anh Quyền Linh thì em rất là thích. Dạ. Chị cũng thích ảnh nữa. Dạ. Quan điểm của em bên đó vậy, em có thấy em đáp ứng được như người? Em thấy em đáp ứng được hết luôn đó anh. Được hết luôn hả? Phải không? Bạn cao nhiêu? Dạ em cao 1m71. Ồ, dư được một chút. Có gia trưởng không? Dạ không anh. Lý do tại sao ấy? Em thì cũng đi rất là mát tay, không biết làm sao á. Quen ba người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng. Yêu cầu của em thế nào? Bạn nữ thì phải biết chăm lo đi cho gia đình, kính trên đi nhường dưới là được rồi. Về ngoại hình thì cái trong ngoại hình thì cũng thì bạn đó ốm, tại vì em thích mấy bạn nữ mà mặc áo dài ốm thì mặc áo dài nhìn từ đằng sau nó rất là đẹp. Mà mập mạp mới có sức khỏe chứ bạn, về còn sanh con đẻ cái nữa, ốm quá sao có sức. Không chị, cái đó về đem bồi bổ sao đi làm cho mập lên. Chi vậy, ta bồi bổ sẵn ngày mình rước về em sướng hơn không? Nếu mà vậy là mình không đáp ứng được yêu cầu ốm bổ dài đẹp của bạn rồi. Tại vì mình không có cần đẹp. Không cần đẹp luôn. Dạ, thì cái đó vậy. Chỉ cần ốm thôi. Dạ. Ông này lạ lùng vậy. Tại vì nếu đẹp thì về đem làm cho đẹp được. Dạ, cũng có thể ăn kiêng hoặc là tập thể dục cũng ốm được mà bạn. Nếu mà ốm thì mặc áo dài, còn mập mập múp múp thì mình mặc cái khác. Mặc cái khác là mặc cái gì? Mặc đầm đồ đó. Nhưng mà em vẫn thích áo dài hơn đúng không? Dạ. Đó là yêu cầu rồi. Sở trường mình có gì? Em nấu ăn được, em chơi thể thao được. Chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ cũng chuẩn bị chút chút. Cưới thì giờ ở đâu? Hồ Chí Minh là ở Tây Ninh. Dạ đi ở thành phố. Nếu như sau này em công tác ở với em Bình Dương cũng sát bên thành phố thì sao anh ha? Thì anh đi sẽ đưa rước thôi. Đưa rước mỗi ngày anh căng lắm á. Tính lâu dài sinh con đẻ cái nữa đâu có vậy được. Dạ, nếu như bạn nữ đi có đi công tác ở với Bình Dương đi thì mình dọn đi ra Thủ Đức để mình sống. Cho nó gần đúng không? Đi cho gần. Đi để mình tiện mình đưa rước đi mỗi ngày là được. Tức là vừa đi làm chuyện của mình mà vừa đưa rước bạn gái luôn. Tại vì cái khu ở ngoài đi cũng nguy hiểm đi, nếu như bạn gái đi một mình đi thì cũng đi mình không an tâm. Đúng rồi, để cho xa đó. Dạ chào chị. Bạn gái có tật xấu gì không? Dạ có chứ. Thì thứ nhất là em rất là cứng đầu. Ví dụ như đem làm cái chuyện đó đi, em làm chừng 3 lần đi, nếu đi không được thì em tự động em bỏ. Thì nếu như được có người xen vô nói trời ơi mày làm cái đó thì không được đâu, tao biết chắc mà, thì em sẽ làm cho tới khi nào được thôi. Lý do tại sao bạn vẫn ế tới giờ phút này sau 3 mối tình hả? Tại vì đi lúc trước á, đi là đi mình còn nhỏ, đi mình đi chưa có cái gì trong tay hết. Đi cái đi công việc
thì không có ổn định. Tại vì đi mỗi lần để mình cưới đưa người ta về đi thì đâu phải để mình nói chuyện tôi cưới đưa người đó về đi là thôi đâu. Cái cho nên thì mình phải chuẩn bị từ trước, đến khi nào mà mình thấy chuẩn rồi thì mình mới đề cập tới. Bây giờ chuẩn chưa? Bây giờ chuẩn chưa? Dạ thì cũng chuẩn rồi chị. Chuẩn khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ thì cũng 60%. 60%. Giờ lấy vợ về mình ở đâu? Dạ ở thành phố. Thành phố là ở chỗ nào? Tùy dạ. Theo bạn đó đi công tác ở đâu. Là ở đâu mình thuê nhà ở đó. Dạ. Nếu như mình ở luôn ở với An được không bạn ha? Vì nhà mình á thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình là khi mà dựng vợ gả chồng á thì sẽ xây nhà ở đó để cũng gần gũi bên gia đình. Nếu mà như vậy thì bạn có đồng ý không bạn ha? Đi nếu như bạn muốn định cư dưới Bình Dương thì mình đi cũng đi không thành vấn đề. Tại vì đi từ Bình Dương đi lên thành phố đi cũng gần chứ không có xa. Bạn có đất rồi giờ mình có đất rồi sướng muốn chết. Của hồi môn mà. Anh thấy bên đây cũng tính toán rất là kỹ. Mình xem mặt bên kia đàn gái coi sao nha. Dạ. Bên đây tính kỹ lắm. Dạ, em chào mình anh. Tính kỹ tới mức mà mình cưới người đó về phải lo đầy đủ như có được con cái kia nữa. Rất chín chắn. Dạ. Em có yêu cầu cần anh làm gì cho em không? Em thì chắc là chỉ cần ảnh là giúp đỡ em, san sẻ em trong cái công việc quán xuyến gia đình. Với lại tính em thì không có quyết đoán. Nếu như mà ảnh quyết đoán được thì giúp em, hỗ trợ em thì rất là em rất là vui. Dạ. Cái này dễ mà. Được, cái này dễ. Thôi tưởng gì chứ quyết đoán hay lắm. Có gì em xử lý luôn ha. Em ra quyết định luôn. Vợ giao mình quyết định mừng lắm. Tôi không quyết định được, vợ tôi quyết định hết luôn. Mà khi nó khổ vậy đó. Hôm nay em đi có người thân nào đi theo ủng hộ em không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Bây giờ theo kinh nghiệm của cô, người lớn tuổi á, cô nhìn coi. Qua cái chuyện mà trao đổi nhau á thì cô cũng thấy con thật thà, thiệt tình. Nhưng mà đối với Hoàng Anh á thì có nhiều khuyết điểm. Cô cũng mong con với Hoàng Anh là quen với nhau, trao đổi với nhau. Nếu mà được á thì tiến tới, còn không á thì mình làm bạn. Thì thôi cô cũng cảm ơn. Cô thấy con để tương lai mình được không cô? Bây giờ thì cô khó nhận xét lắm. Phải quen rồi cô phải biết chứ. Còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào, đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được. Nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái. Con cô thì nó rất là ngoan. Thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng, có nghĩa là đàng hoàng. Đó là nỗi lòng, là tâm sự của người mẹ. Cũng lo lắng cho con gái của mình ha. Dạ. Mà bạn trai muốn nói gì để cho bên kia tin tưởng mình hơn chút không? Dạ, để nếu như đi mà cái cô nói vậy á thì chắc con đáp ứng được 60-70% gì đó. 30% còn lại sao? Đi là mình tích lũy từ từ. Tích lũy từ từ đúng không? Dạ. Ai cảm ơn cô. Bạn trai ơi, mình hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, đi người thân đi của em đi lên đây thì không có được chị ơi. Anh thấy ổn rồi đó. Thôi bây giờ hai trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Dạ chào bạn, chào anh. Chào em. Bạn gái rất là xúc động đấy. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Hoàng Anh đã khóc đấy. Em hết rung chưa? Dạ em thì không có rung, chỉ là em hơi xúc động chút xíu. Dạ. Em xúc động thì là đi mẹ em nói hay là làm sao? Dạ em khi em thì rất là thương mẹ em, bởi vì gia đình đã lo cho em rất là nhiều. Nên là em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy bạn này thì em cũng đi rất là thích. Dạ em cảm ơn. Em thích về gì? Em thích cái răng của bạn đó. Thích cái gì? Cái răng. Em thì tính em hơi rụt rè, nhưng mà nếu mà quen thân với em thì em bộc lộ bản chất của em cũng hơi nhí nhố, hơi tương tự. Mình nói rụt rè, em đây còn rung nữa, đây nói ít hơn nữa. Thôi hát bài tỏ tình đi bạn. Hát bài cho nó phá tan bầu không khí rụt rè đi. Bây giờ anh thì giờ đem xin hát bài Buồn Con Sáu Sậu nha. Dạ. Bài ý nghĩa quá hả? Tại vì đem chỉ thuộc lại cái bài đó thôi. Rồi. Ai nhân tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm. Anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng. Rằng sen mùa sau anh gánh lúa về nhà em.
họ ơi, câu hát xưa ân tình trăng tròn đẹp đôi, chim sáo về nơi đâu, ai buồn ai thương nhớ, xin nhắn lời cho nhau dơi, nhớ mong đêm ngày. Tiếng chim kêu đâu đó, nói xa hơn nói gần, mỗi mai anh không dám, em bằng lòng làm vợ anh không? À, cái bài nó có ý nghĩa. Anh tưởng đâu hát cái vụ kia. Em tưởng cái gì mà buồn chia tay chia giờ là thì ra cái cô cứu vô được. Con sáo sổ lòng bay xa chứ. Trời ơi, được bạn Nam tình cảm nhau một vài câu nữa nhưng nó ngọt ngào để đâu. Gọi là chứng minh cái tình yêu của mình để cho bạn gái nhấn nút đi. Thì nếu như anh là điểm mối tình đầu của em thì anh thì cũng sẽ là điểm mối tình cuối của em. Chúng ta sẽ đến cái phần hết sức là quan trọng. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau cái đi bạn, mình cảm nhận. Đây có lẽ là cái nắm tay đầu tiên của bạn. Đầu tiên nha. Bạn cảm giác thế nào? Em thì chắc là đang run nên không có cảm nhận được gì nhiều mà. Bàn tay bạn ấm mà. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi mong rằng các bạn sẽ báo tin cho Quỳnh Linh và Cát Tường thật sớm. Hạnh phúc đang trong tầm tay chúng ta. Đừng để nó trôi đi nhé. Dạ, em cảm ơn Quỳnh Linh. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn chị. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Mời các bạn. Em quen là được 5 năm. Wow, thời gian rất dài đúng không chị? Dạ, em cũng có một mối tình 7 năm mà. Cái gì? Còn hơn em còn dữ hơn bên này nữa hả? Dạ. Hoàng Anh dễ thương quá. Có thể nói đây là những giây phút đông đầy những cảm xúc trong chương trình thưa quý vị. Mong rằng tất cả hạnh phúc, bình yên sẽ đến với cô gái ấy và chàng trai ấy. Và nếu thật sự họ mà đến được với nhau á thì đây là đúng là những cái giây phút này là giây phút tuyệt vời. Đó đúng là vậy. Kỷ niệm của họ. Chúng tôi luôn mong muốn điều đó xảy ra thưa quý vị. Còn bây giờ cặp đôi thứ hai có như vậy không? Quý vị chờ xem. Hả màn. Mời bạn Nam. Dạ chào ông Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý khán giả. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Nghề nghiệp ở em đâu? Em tên là Nguyễn Xuân Nữ Hòa Ca. Hôm nay 23 tuổi. Nghề nghiệp em là nhân viên thu ngân của tiệm vàng. Thu mua tiệm vàng hả? Thu ngân. À, thu ngân hả? Đâu thu mua tiệm vàng dữ vậy? Em quê ở đâu ca? Dạ, em quê ở Vĩnh Long. À, vậy hả? Cùng quê với chị. Dạ. Tên lạ nha, Sơn Nữ Phà Ca hả? Nguyễn Sơn Nữ Phà Ca. Dạ. Tên sao hay quá quen. Hình như tên này xấu lắm anh Linh. Không, tên đẹp. Nhưng mà trong tôi nhớ rằng trong một cái tù cải lương nào đó hay một bộ phim nào đó. Dạ đúng rồi, do bà nội em rất là thích xem cải lương. À, thành ra là đặt là Nguyễn Sơn Nữ Phà Ca đó đúng không? Dạ. À, tên lạ quá ha. Rồi. Bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Hoài Thanh, quê em ở Tây Ninh, hiện tại em đang là một đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại em 25 tuổi. Làm đầu bếp chính chưa? Bếp Việt á thì em có làm chính rồi, nhưng mà còn bếp Nhật thì em đang học và bếp. Em chỉ là phụ thôi. À, bạn nữ thích nấu ăn không? Dạ có ạ. Nấu ăn ngon không? Không được ngon lắm. Không sao, yên tâm. Có bạn trai làm đầu bếp thích không? Thích nghề đầu bếp không? Dạ em rất thích đầu về làm người đầu bếp. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một. Em quen là được 5 năm. Wow. Thời gian rất dài đúng không chị? Mình chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng cũng 5 rưỡi vậy chị. Lý do tại sao vậy bạn? Em cảm thấy anh không thật lòng. Có nghĩa là anh ta bay bướm mà. Dạ, quen rồi. Bạn rồi còn có dòm ngó người dạ, khác. Dạ đúng rồi. Em giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người, chơi thể thao, thích nấu ăn. À, thích tìm tòi học hỏi những cái mình cần biết. À, thích shopping. Thích shopping rồi. Bạn nữ nào cũng thích shopping hết trơn á. Rồi còn khuyết điểm. Tính em hơi nóng hay giận hờn nhưng mà rất là mau quên. Nóng dữ không em?
Cũng nóng nhưng mà vừa phải chứ không dữ lắm. Đừng có nóng quá nha, phụ nữ nóng đó. Quá hư bột ngoài đường hết. Bạn gái là chia sẻ rồi một mối tình tới 5 năm. Thế bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một mối tình 7 năm mà. Cái gì? Còn hơn em còn dữ hơn anh này nữa hả? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ tại vì lý do yêu xa với lại là có nhiều cái khúc mắc trong đó mà không chịu mà thông cảm cho nhau. Ví dụ một vài cái cụ thể mà không giải quyết được. Hôm đó em đi làm về thì nhân cái dịp đó là lễ Halloween, đường rất là kẹt xe. Thì cô ấy ở quê có điện lên cho em, kẹt xe quá em không thể nào bắt máy được. Đoạn ít xe rồi á, em bắt máy, xe qua lại ồn ào, cái bắt đầu là cô ấy nói em là đi chơi, có những lời rất là khó nghe. Rồi sau đó em cúp máy để ráng chạy được về tới nhà để mình điện thoại lại mình giải thích. Nhưng mà điện thoại lại thì không chịu thông cảm cho nhau, không chịu lắng nghe lời giải thích ạ. Em cũng có suy nghĩ là trong 2 tháng mình không liên lạc với nhau để xem hai người có cùng chung một cái hướng đi nữa hay không. Và cuối cùng 2 tháng thử thách đã qua thì đường em đi đi. Ủa vậy là đứt luôn á hả bạn? Dạ, trong 2 tháng đó thì em cố tình là chờ đến cái ngày sinh nhật của cô ấy thì em có mua một bó hoa mình tặng cho cô ấy rồi mình năn nỉ. À, lúc mà tặng hoa cô ấy nói sao? Khóc thôi. Sau đó rồi em đi, cô ấy nhắn tin là em đi lấy chồng, anh đừng có buồn và hãy cố gắng mà sống nhàn. Từ cái tin nhắn đó là hình như là khoảng một tháng rồi là ngày nào cũng chạy về cả để năn nỉ, nói chung là níu kéo. Em chạy về đúng không? Dạ. À, làm xong là khoảng 10 giờ tối là em chạy về tới rảnh 12 giờ sáng. Lúc nào về thì em cũng tặng cô ấy một cái bó hoa hồng mà bằng cũ do chính tay em đẻ. À, 6 tháng sau thì cô ấy lập gia đình. À, cũng có thể là em ít quan tâm chút xíu nhưng mà cuối cùng là em đã cố gắng để níu kéo. Ôi, đây là một chàng trai tôi nghĩ rằng cũng có tính chung thủy đấy ha. Phà ca, thế bây giờ em muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Chung thủy, biết lo lắng cho gia đình, chăm lo, chia sẻ những lúc em buồn, có cái chí hướng cầu tiến. Bạn nam thấy sao? Bạn ấy nói là cần một người có thể cầu tiến. Em có cùng một cuộc sống nói chung là tự lập từ nhỏ và cái vấn đề cầu tiến của em cũng rất là cao. Quan trọng cũng không phải là do em mà do bạn gái có chấp nhận và đồng hành cùng em đi cái cầu tiến đó không? Đúng rồi. Ví dụ lập gia đình thì mình sẽ sinh sống ở đâu bạn? Định hướng là em sẽ về quê mở cái quán nhỏ nhỏ là sống chung với ba mẹ. Mình có ngại về quê của bạn trai để làm dâu không? Nếu yêu nhau thì em chấp nhận. Vậy là tốt rồi. Bạn trai không thích như những cái gì ở bạn gái? Tức là nước da ngâm nè, miệng thì miệng hô. Tại vì da ngâm thì em có sẵn, hô thì em đã hô rồi. Làm sao tự nhiên bạn đen được, bạn không chịu người ta đen là sao? Dạ tại vì quen một người bạn gái da trắng là sau này nó sẽ có con á chị. Nó sẽ lai lai ra bớt. Quan trọng là yêu thương nhau thôi chứ. À, đặc trường hợp mà nếu bạn ấy mà da ngâm nhưng mà được cái là tính tình bạn ấy tốt thì ok. Mình mới nói như vậy. Quan trọng tính tình tốt thôi. Thôi mình nói những cái ưu khuyết điểm của mình cho bạn gái bên kia nghe đi. Em thích nấu ăn, những lúc buồn thì em thích là tỉa hoa hay gì đó. Và mương thích. Thấy rồi. Và em có một điều đặc biệt là những lúc mà em buồn á, shopping hay gì đó là lựa đồ cho bạn gái. Trời ơi, lại thích shopping lắm. Đó, là lúc đó là em vui lên. Bạn gái nè, là vui nè. Tè bỉ. Đẹp. Tè bỉ đó. Này là em làm đó hả? Dạ, em tè chị. Vậy quá xuất sắc. Tài giỏi là thấy rồi đó. Nhưng mà có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nóng tính, xung đột, nhưng mà phải cẩn trọng trước cái sự nóng tính của mình. Nếu mà cảm thấy mà mình thắng thì mình làm tới, còn nếu mà thấy thua thôi mình lui. Bây giờ bạn thật sự cần một điều gì ở người phụ nữ? Anh chị cũng biết thì em làm trong bếp, là trong cái môi trường nóng, nó nhiều cái sự cố mà không muốn xảy ra. Thì em về nhà em muốn có một người cũng như là một cái máy điều hòa vậy, so dẹo đi những cái mà nóng nảy trong người đó. Vậy lấy vợ chứ tao mua máy điều hòa được rồi. Không, cái máy điều hòa nhiều khi nó chỉ làm mát ở ngoài da thôi anh, chứ nó đâu là mát trong lòng là đâu. Chỉ nói là tìm người vợ nhẹ nhàng, dịu dàng đúng không? Chia sẻ với mình những cái nhọc nhằn trong công việc. Như vậy là hợp lý. Rất là chuẩn. Được lắm em. Mặt chịu mày dễ thương, duyên dáng. Nhưng mà em đen quá. Coi đàn gái hay sao nha. Nhập đàn trai ok. Chào em. Dễ thương quá. Nhưng mà em hơi đen. Cũng lo cũng hơi đen. Không, không có đen mấy đâu. Nhưng bảo đảm anh kia anh gặp anh chịu quá. Anh bên kia hiền, hơi nóng chút xíu. Có làm dịu mát những cái cơn nóng nực của anh không? Bữa nay nãy cũng em nóng. Đôi lúc là em cũng nóng. Chết. Nhưng mà nói chứ không gian của anh làm nó nóng bức lắm em. Tự em vào bếp chút xíu đi. Lửa nó phật phật. Ừ, đó là cái bệnh nghề nghiệp mà. Còn lúc nào ông về ông đang ngủ, ông nằm ngủ trưa rồi đó, ông nóng thì là mình nóng lại. Được không? Thì được. Hôm nay có ai đi cùng với mình không? Dạ có, anh đi với thím em. Chào anh Quỳnh Linh, chào Cốc Tắc Tường, chào quý vị khán giả. Chào. Dạ chào thím ạ. Sao thím thấy sao thím? Cậu này cũng dễ thương,
Nói chuyện cũng hiền, nhưng mà có điều hơi băn khoăn chút là tính tình hơi nóng. Và ca tính tình nó cũng hơi nóng nữa. Cái vấn đề mà nóng tính thì em cứ yên tâm. Mặc dù con nóng nhưng mà con biết nhịn lắm. Tính tình nó cũng hơi thẳng thắn. Có cái gì nếu như sai nó thẳng thắn nó nói đại à. Dạ con thích ở ngay chỗ thẳng thắn đó. Nếu mà cảm thấy con sai chỗ nào thì cứ nói. Chứ mà đừng có mà thấy mình sai rồi ngậm mặt hầm 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 mà hỏi không nói là cái đó làm con tức gì lắm tức luôn á. Cảm ơn Thiến. Mình có đi với ai không? Dạ chị họ. Chị họ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Chào chị. Thì bé này thấy nó cũng dễ thương, trắng thì nó cũng hơi hơi chứ không đến nỗi nào trắng lắm. Không đến nỗi nào đen lắm. Cũng vừa hợp với cái tướng với cái tính đó. Còn thằng em thì nó hơi nóng tính với nó cọc tính lắm. Bù lại thì nó có dùng từ là nó dạy gái lắm. Dạy gái là sao? Có hiếu với gái á. Trời ơi trời. Giống như nãy kể chuyện tình á, là chị em kêu qua nhà chơi thì nó ít khi qua lắm. Mà kêu về dưới mà nửa đêm nó cũng chạy về dưới. Thôi cảm ơn hai họ ha. Bây giờ mình sẽ gặp gỡ nhau. Rồi kéo mặt lên. Chị em, món quà tặng em. Em cũng thích món quà tự tay người khác làm để tặng cho em hơn. Sao? Cảm giác đầu tiên có trắng không bạn, có đen không bạn? Không, nói chung là trắng hơn em là được. Anh có gì nhận xét gì em? Nghe giọng nói của em dễ thương thì anh thích rồi. Nhưng mà khi mà được nhìn thấy em thì anh còn thích hơn nữa. Anh sẽ có hiếu với em. Nhưng mà những lúc nóng tính anh có thể nhường em được không? Mỗi khi mà em nóng á thì anh có thể là anh bỏ đi chỗ khác. Và khi nào bình tĩnh á thì mình nói chuyện lại. Không biết tâm lý em sao chứ thường chị thấy ví dụ như mà cái lộn á, đang cái lộn mà một người bỏ đi á là chuyện nóng thêm nữa. Em sao, em thấy sao? Nói chung là em không thích là phải bỏ đi, nhưng mà phải giải thích cho mình hiểu nhau hơn. Chứ bỏ đi vậy em càng tức hơn. Nhiều khi người ta bỏ đi cho nó hết cơn nóng đó thì sao? Nhưng mà em thì em lại cần lời giải thích nhiều hơn. Một điều mà nãy tôi thấy bạn trai nói là bạn về quê lập nghiệp. Bạn gái có đồng ý về quê mở một cái quán nho nhỏ, có một cửa hàng nho nhỏ nào đó không? Làm thì em thích làm để kiếm một số vốn nào đó. Rồi cũng phải về quê để sinh sống. Em thích cuộc sống ở quê hơn. Bây giờ trong giai đoạn mình hẹn hò thì mình sẽ hẹn hò như thế nào? Chung là công việc của em thì thời gian nó hơi nhiều. Rồi anh có thể chấp nhận được hay không? Công việc của anh thì nói chung thì nó cũng như vậy. Nhưng mà trừ khi là mình không muốn thôi. Nhưng mà nếu mình muốn thì bất cứ giá nào là mình cũng sẽ gặp mặt nhau. Chính xác. Nhiều khi chủ em cũng rất là khó. Không, thì thí dụ như là em làm thường thường thì mấy giờ em về? Hết ca là khoảng 10 giờ em mới hết ca. Thì giả sử như là hôm đó thì anh sẽ chạy qua bên tới anh em là cho dù tiếng hồ đi. Là 11 giờ thì ra mình gặp nhau, mình uống nước hay gì đó. Như là 50 phút, nửa tiếng gì đó rồi mình vô. Nói chung mình có gặp mặt là mừng rồi. Dạ, đúng rồi. Người ta rất chịu khó. Một câu gì nữa, tỏ tình với nhau. Thật sự thì nếu mà em là bạn gái của anh thì những lúc em buồn anh chỉ xin em một điều thì em hãy chia sẻ những cái nỗi buồn đó quá của em sang cho anh. Còn nếu mà em làm vợ anh anh không thể mà cho em chạy xe đẹp hay là mặc sang được. Nhưng mà hứa sẽ là cho em hạnh phúc suốt cuộc đời. Em cũng mong muốn rằng là những lời anh nói là tận đáy lòng anh thốt ra. Và bây giờ quan trọng là bấm nút. Đây là giờ phút hết sức thiêng liêng. Còn ta nhớ mãi giây phút này. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Tôi có thấy trong ánh mắt của bạn trai những cái sự chân thành, tận đáy lòng bạn ấy đấy. Nào hãy nắm tay nhau và cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt. Cảm giác thế nào? Mềm bàn tay em. Đây những chiếc vé xem phim sẽ giúp các bạn có nhiều thời gian để bên nhau, để trò chuyện với nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim mà. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tính thời điểm hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. Lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3-4 năm mới tới lượt mình, thì con đăng ký trước kiểu là dành chỗ cô. Dành chỗ. Khi may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. Từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em mình nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm, về ngoại hình.
thì cũng dễ nhìn một tí. Đừng quá xinh quá. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, cô bé xinh xắn quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè, mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ, dạ con chào cô, con chào chú Quyền Linh, con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh. Năm nay con 20 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược. Con đang học tập tại Bình Dương. Và quê quán của con thì, dạ, con ở Quảng Trị. Quảng Trị á? Dạ. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại vì lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình. Thì con đăng ký trước kiểu dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. Rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết, con biết. Con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu nghiêm túc. Ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. À, qua bản coi nhà mặt thầy gái luôn hả? Trời ơi, bé quá gái mà, đúng không? Bé gái 20 tuổi và rất là đáng trời yêu. Trời ơi, xinh trẻ dữ vậy con, quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Con cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ con cũng nói thiệt, giờ tính tại hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. 20 năm FA hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa có rớt hay là kiểu đường này kia luôn. Thực sự mới chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên rồi. Đàn gái nhà tôi ha. Chú bộ đội đây để coi tình yêu chú thế nào. Em trai, có mấy mối tình rồi? Thưa anh Quỳnh Linh thì em trải qua được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Mối thứ nhất là mấy bao lâu? Dạ, mối thứ nhất thì được khoảng hơn 1 năm. Mối thứ hai? Trải qua được khoảng 6 tháng. Lý do chia tay vậy? Dạ, về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng, còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội. Là trời ơi, sao mà cách lòng hả? Gái ở đâu vậy? Con ở đâu con? Dạ, con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà hiện nay con ở đâu? Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng không xa lắm. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Chào cưng. Trời ơi, nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thực sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Quê gốc em ở đâu? Dạ quê gốc của em ở Quảng Bình ạ. Quảng Ồ, Bình. Vậy bên kia Quảng Quảng Trị. Bình với Quảng Trị gần nhau không? Dạ sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng. Ồ vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ về điểm mạnh của em thì mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc. Hai là tỉ mỉ cẩn thận. Thì về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Rồi cái thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ, ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Rồi biết đàn, rồi biết hát. Cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu rắn chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh rồi.
Vậy đó. Cao hơn con, con cũng thấp cho nên anh đứng. Mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Con mét nhiêu nè? Dạ con mét 53. Bên đây nhiêu em trai? Cao mét mấy? Dạ thưa anh Quyền Linh thì em cao 1m69.9 ạ. Bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em vẫn nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Trời ơi. Tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á, thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái, nhưng là tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực. Không được xinh quá tại sợ không lo được rồi mất công ghen hay mệt thương không? Mệt mỏi. Thôi thôi được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Dạ thưa anh Quỳnh Linh thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 935. Mời thủ trưởng có ý kiến ạ. Kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý chỗ đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết. Nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái, nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay. Và về bạn gái ở đây thì theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với chỗ đồng chí Thành. Cũng mong là trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Con đi với ai nè? Dạ hôm nay con đi với anh trai mưa và một vàng em gái mưa. Anh trai mưa với em gái mưa luôn? Một vàng em gái mưa của con. Một vàng em gái mưa của con. Còn sống xét đồ này kia là mới bấm nút sau mới gặp sao cô. Anh đó là anh trai mưa hả? Sao lại là anh trai mưa? Thì hai đứa gặp nhau dưới mưa. Như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trai mưa mà mấy bạn đi chung ở đây. Dạ thì con có đôi lời nhận xét tới bạn Hoàng Anh. Dạ bạn Hoàng Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Dạ em ấy học thì rất là giỏi. Dạ. Còn nhận xét bên anh trai bên đây thì nhìn là đẹp trai. Đẹp trai ha. Dạ. Con cũng sao cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì giờ cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Rồi. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ ạ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào, ông mới lau mồ hôi quá à. Tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè. Rồi, mở rào. Để tặng quà nào. Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn. Bay tới. Anh chào em. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, anh có một lẵng hoa với lại một quyển sách. Để dòng sách anh có viết vài dòng. Dạ em cảm ơn. Rồi để đây con. Để đây. Rồi đó. Nhận sổ nè, rồi trao quà của mình luôn. Rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh, là em nghĩ cái này không có lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cầm cái này. Cái gì vậy? Mở ra đi con, cái gì con? Đây đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi. Đó, mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Anh nói trước đi, hiện tại em run em không có nói được gì. Không sao đâu.
Thì thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu với anh trai Mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi, tại vì anh có suy nghĩ mà. Thì không biết là anh trai Mưa của em thì tại sao mà hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai Mưa? Gọi anh trai Mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không. Chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám. Là ấy thôi. Ấy thôi đó mà. Dạ. À, thật ra thì anh chị hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một anh người anh trai rất là thân với em. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi. Bạn thì em thấy sao? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi. Ngoài hình ưa nhìn, con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch. Bây giờ con rung quá không? Con không nói được cái gì cô ạ. Rung quá hả? Đâu dạ. Có gì đâu rung. Người chủ động trước á Thành. Nãy giờ là em rung dữ lắm á. Nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Con trả lời liền, con có 3 option đó. Con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn. Rồi cái option thứ 3 được không con? Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào. Mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này. Thì cuộc đời có 3 giai đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút, nhưng mà quan trọng anh thích về hậu vận. Yeah. Mình được thoải mái, hạnh phúc. Đó, tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng. Bây giờ tiến tới nắm tay bạn gái ha. Yeah. Hỏi em, theo em thì khoảng bao lâu mình sẽ bước tới, tiến tới hôn nhân gì đó. Em thế nào đó, nắm tay bạn gái. Mời cho em xin phép nắm tay nha. Đây là cái nắm tay đầu tiên của con yên tâm. Cô cảm nhận là cô yên tâm rồi đó. Đây anh diễn phúc lắm được nắm tay em. Đây là anh là người đầu tiên nắm tay em đó. Thì coi như là anh chủ động. Đối với bé này á, là Thành là cái diễn đầu tiên hết trơn. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, đó con đứng lên với anh đi. Rồi em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc Anh Có Về Quảng Trị Với Em Không. Wow, hay quá. Rồi truyền lửa đi Thành, truyền lửa đi cho em nó bớt rung nè. Anh có về Quảng Trị với em không? Trong bão tám nghe gió lao quan lửa, mảnh đất miền Trung công như đòn gánh mẹ. Suốt một đời dài dầu với nắng mưa, anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô từ bao đời trầm măng, mùa thu đến trong veo dòng thạch hàn, ngon dòng hò trống vẫn và đầy vơi, xưa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ, hương mầm lúa đạp đứng dậy, chiến tranh qua mà hố bom còn đầy, tháng năm dài chẳng lập nỗi đau thương. Dạ rồi. Con xin hát ạ. Để em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay. Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tới mà lọc là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Bây giờ anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta viết
thân thang. Dễ thương mà. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật kỹ con tim của mình nha các bạn. Đừng để người khác hiểu lầm mình. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đồng nghiệp luôn. Bắt một cái đồng nghiệp luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Bây giờ Thành đó, Thành nhìn vô máy đi, coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình, được gặp gỡ bé Hoàng Anh. Thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn hôn lên má bé Hoàng Anh một cái. Nào, cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở YouTube lên là thấy cái khúc này nha. Vén tóc nhẹ nhàng lên Thành. Tấn công. Nào. Có đồng ý không? Nè. Chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ? Có. Rồi, Thành. Mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ủa cô. Đầu tiên là phải một cặp. Bên đây nữa ta là... phải bình tĩnh từ từ nào đúng không? Đầu tiên phải bình tĩnh nào. Trời ơi, đáng yêu làm sao á. Dù của anh trưa trai mưa, em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn ha. Băng qua giông bão mà tiến tới. Nào, chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thấy cũng như đang ngồi gần đó. Dạ. Dạ. Rồi. Đừng buông tay nhau, cứ nắm chặt lấy tay nhau nha. Từ từ. Hai đứa đẹp lắm á. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Nhìn họ rất là trẻ trung, có thể nói là hai gương mặt cũng rất là hợp với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Con có một xíu hơi hay quên à, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc. Điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con nấu ăn giỏi, chăm sóc chu đáo. Chăm sóc em được không anh? Được chưa em? Mời nhà trai. Rồi, ngồi. Xin mời nhà trai. Gái. Mời em trai giới thiệu mình. Lời đầu tiên em gửi, lời đầu tiên đến với chương trình em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo. Em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn. Nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ có điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Có rồi, quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ, chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo. Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc, chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được rồi, lớn lên. Được chưa em? Được chưa em? Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì
Con cũng từng thi vào quân đội công an tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên đó, không đủ điểm cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính Quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt con. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vẻ dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em, là phải hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Cao hơn con? Dạ, con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có da trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có da trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi, con có mấy mối tình rồi? Vũ. Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ, ở ta là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con ở đâu? Thảo. Thảo ở... Thảo ở đâu vậy? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây, đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi, thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khẳng như con không? Dạ. Răng đều đẹp. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá, niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và con cô gái khác. Trời, dạ, cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội cô chủ đi. Động kết thúc mấy chú trong quân đội. Tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa làm kỷ luật. Kỷ luật thủy thép chung đó. Son sắc. Đó. Thôi yên mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Dạ. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nha. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Ha. Chào Vũ. Dạ chào cô. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nghe Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ, muốn yêu bữa nay Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Đặc biệt trong thời gian gần nhất, đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, hôm nay bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em. Và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè.
Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ, nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo. Tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được, nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Luộc, gạo luộc. Dạ, trời thì ơi, cũng tương mà dạ, nói chung là Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được thì hai bạn có thể cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở rào. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đã, đứng lên tặng nè. Để chờ anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly. Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ dạ em cho anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Dạ. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Kiểu tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động. Nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được. Tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công. Quyết chí quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Không chung nhát cái gì, nhạt. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ
so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nghe. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ. Rồi, nào, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách, cách. Ok con. Mặt xanh lét hết rồi. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh chứ. Làm sợ dữ Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau tiến tới hôn nhân, dài lâu tiến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi hả? Xin hai cái đi. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ cái anh nha. Dạ, Vũ bây giờ chủ động nào? Chủ động đi Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Anh xin cái nữa. Đó. Thương gì đâu, cưng quá rồi nè. Để nên chủ động, xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi. Chào mọi người. Chào coi, chào. Chào mọi người. Dễ thương quá. Bây giờ mình mới biết được rằng là những cái rung động đầu đời đó nó khó tả lắm. Mà đáng yêu mình lắm. Nó đáng, rất là đáng yêu. Xem là những giây phút này á, chúng ta cảm giác rằng nó cuộc tình nó trong veo đó. Nó gần như là còn nguyên vẹn đó. Đúng rồi. Rất là dễ thương. Hãy giữ lấy những khoảnh khắc đó để chúng ta có thể có động lực hơn trong tình yêu. Và hãy giữ những khoảnh khắc đó để tiến xa hơn trong đường hạnh phúc. Và hy vọng rằng trong thời gian rất ngắn, hai bạn sẽ hiểu nhau và về chung một nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc Phòng Việt Nam. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết trọi đó. Thiệt luôn á, có mình anh... mình anh dám để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình tạo hình cho nó vui vui chút, ai gặp cũng cười thôi. Có mặt. Không. Sao con cứ nhìn chú Linh là con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chuyện mập ở đây. Con đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được.
Anh diện liền, tưởng cực liền. Quý vị đón xem vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.